nước đó. Xin chào tất cả các cô chú anh chị khán giả đang trên kênh YouTube của con. Thì con xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và xem chương trình Mắt Mày Ước Mơ của con đi. Và con đang có mặt tại nhà hàng Chai Zen House để tham dự chương trình Sống Những Đóa Hoa và giao lưu cùng với sư cô Thích Hương Nhũ. Sáng giờ thì 11 giờ thì từ Phan Thiết và xuất phát vô Sài Gòn. Thì tới Sài Gòn là 3 giờ rưỡi. Thì Sài Gòn cũng con có một cái cảm nhận là Sài Gòn hôm nay trời mưa nhiều và cũng kẹt xe cũng rất là nhiều, và con cũng đang háo hức đêm nay được gặp sư cô Thích Hương Nhũ và tất cả khán giả ở nhà hàng Zen House. Con sẽ cố gắng trau dồi cái giọng hát của con để
để con được hát cho tất cả cô chú anh chị khán giả nghe và thưởng thức. Con mong rằng là tất cả các cô chú anh chị khán giả luôn luôn ủng hộ con, luôn luôn yêu thương con. Con xin chào tất cả cô chú anh chị khán giả, chúc cô chú anh chị khán giả có một ngày vui vẻ và ấm áp bên gia đình.